giờ. Quý vị nào mới vô đó quý vị chưa có vé, quý vị giơ tay lên. Toàn em sẽ cổ động tất cả các người đẹp dù từng nơi để cho quý vị có giờ cho nó rõ ràng hơn. Quý vị đó, quý vị nào chưa có cái gì chúng em sẽ phục vụ cái đó luôn cho quý vị nha. Sao con gái của mẹ ba con đâu, đúng 12 giờ quý á, hẹn với cô vô quận 3 đó. Chắc cười. Quý vị đồng ý kiến tới lọc thơ cùng bác chim luôn nha. Rồi quý vị đồng ý kiến. Quý vị nào cũng có vé trên tay rồi nha. Bây giờ quý vị nào có vé trên tay tập trung dàn sáng. Chuẩn bị cho xuống. Xuống thì đen mây, thì đen con xuống thì đen mây. Thì đây là không mây, còn mây thì đen mây. Thì đây chắc là mà nghe tôi kêu một lần nha. Còn ta là con mây, con mây. Oh, yeah.
năm trả đi liền vì những cái dồi nó tan. Mày mắc cười quá, mày mắc cười quá. Tụng cái tán này nó tán. Mấy là người ta đi biển có đôi, còn năm trả đi biển vì cái dồi nó tan liền. Con người quyên có số người đừng cần nam mà có mấy có mấy đây số nhiều mà đi ngang đường thôi biết phụ không thôi phụ đàn là một chỗ hai đàn người người ta vẫn yêu đi học thôi đôi đời đẹp như ai. Nghi lắm, tôi nghi lắm, ai cũng mặc áo dài đó. Luôn tôi ai cũng mặc áo dài, nó mặc đồ như gái mại dâm vậy. Tôi thấy nó mặc cái túi là tôi nghi rồi. Ở chiều tôi đi chung xe buýt với nó nè. Vậy ha. Ừ. Trời ơi, mày đặt ha. Mày giả danh, mày mang cái túi mà túi đậu tràng đó mà. Túi mà túi Phật giáo đó. Đâu đọc hết đó, cái hàng chữ này coi. Cái gì đây? Đọc, đọc hết coi. Sớm giờ thu hoạch được cái gì hay gì rồi. Liên Hoa Cũ Phẩm Dạng Phật Kiến Thành. Trời Phật ơi. Thấy cái vỏ gì chứ trong giá số không cái gì hết. Mở nó coi nè. Trời ơi. Trời ơi. Mày đứng lại đó. Không được rồi. Không được rồi. Năm trà. Trời ơi mày ghẻ lắm hả năm trà. Thôi má. Trời ơi thấy không á. Vậy là có năm trà bị lá. Con năm trà bị lá. Trời ơi. Hồi nãy giờ tiền bán vé là vô đó hết anh Năm Trà. Cái chuyện lát là bây giờ ai cũng biết nè. Không. Trời ơi. 4 triệu. Không phải mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người nghe nó. Mọi người ơi. Cái này là cái bà chị mới sửa, mới mượn tiền đi chữa trị với bà để bà cho mình chuyện đó. Vậy chứ mà mày bị lát thiệt không? Không, bà chị ăn mới cắt mắt chứ là bà sửa mũi. Đó, cất cái vỏ vô nha, không có đi ra nữa nha. Ra hát luôn tôi đi đi hoài à. Quý vị ơi, mình dò số tiếng quý vị ơi. Quý vị đi nha. Số gì đây? Thank you.
giờ số gọi là giá để chúng em kiểm tra công tờ nha. Rồi 56 giờ đến kia qua 56, 1 hộp cá mồi. 41, 2 hộp cá mồi. 33, 3 hộp cá mồi. Vậy con số cuối cùng mình làm con số 10. Hợp lệ. Vậy các thưa quý vị, 10, 33, 41 và 56 là kia mình dạy mi. Để đâu một quà tặng, đó là một quà hôn chơi chỉ giá 300 ngàn đồng. Và tiếp theo là chị gái sẽ nhận được một con bông. Lấy con bông đi chị ơi. Góc nhỏ bà nội. Rồi ok, thank you. Dạ các thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay mỗi lá vé chỉ 10.000 đồng thôi, chúng em sẽ mua chuộc bác chị mình rất nhiều những dòng lợi với rất nhiều những phần thưởng khác nhau. Đó là trong đêm hôm nay là có là như ta thưa quý vị nha, ngoài gấu bông ở đây thì những dòng lợi sau chúng em sẽ tăng giá trị giải thưởng lên, đó là gấu nhỏ xong tăng lên gấu lớn và từ từ sẽ kèm theo đó là bộ quà tặng, đó là một bộ mỹ phẩm 4 món trong đây. Chúng em sẽ thu trở lại với giá là 3.000 đồng nha quý vị nha. 3.000 đồng một ký, quý vị cứ gom đủ một ký thì đưa tụi em. Đó, nó chơi vậy thôi chứ vé cũ đó quý vị vui lòng giữ lại. Ở dòng cuối cùng chúng ta sẽ có một dòng loại đổi vé. Quý vị dùng 5 vé cũ để đổi thành một vé mới. Cho phần thưởng đó chính là một cái micro cầm tay thưa quý vị. Đó cũng là một lời tri ân và lời cảm ơn mà cả đám người Việt Nam gửi tặng cho tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với giọng ca của ca sĩ BB Phục. Và đến trên đây chương trình nghe nhạc thì Long Thọ và chị BB Phục sẽ gửi đến khán giả là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Vương với ca khúc Biển Biết Đáo. BB Phục xin kính chào các cô chú các chị và các bạn chào chương trình ngắn kẹt. Số gì đây ya? Số gì ra? Số gì đây con? Số gì ra? Cờ con mấy con mày cái cờ ra? Số gì đây ya? Số gì đây? Số gì đây con? Số gì đây ya? Mấy gì ra? Mấy gì đây con? Mấy gì đây ya? Con hai gì đây?
thân cô tình yêu anh chỉ đúng nhớ mãi sau đến nhiều lặng cuộc làm vì đi đã là bằng nhau khi bữa sau chưa qua nhưng nắng nắng hang hang chắc chỉ để chung mình có gì nghĩa ơn ơn cũng phải là yêu dưới con nắng có xa thì chắc chỉ nằm từ đây 27 giá 27 giờ